Bạn đang đến với kênh YouTube báo VietNamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi dùng những từ ngữ ảm đạm và gay gắt để nói về nhà lãnh đạo này và bày tỏ nghi ngờ Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đưa ra thông báo ngày 26 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Zelensky từ lâu đã muốn có một cuộc gặp với ông Trump. Hai người có cuộc trao đổi qua điện thoại vào tháng 7 nhưng chưa gặp mặt trực tiếp kể từ khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump kết thúc năm 2021. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 9, ông Trump đã nhắc lại rằng ông có thể nhanh chóng khiến cho Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận nếu ông đánh bại đối thủ Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky đã đề nghị gặp tôi và tôi sẽ gặp ông ấy vào sáng mai vào khoảng 9 giờ 45 phút tại tháp Trump ở New York, ông Trump thông báo. Khi được phỏng vấn hỏi liệu Ukraine có phải từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của mình để đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow hay không, ông Trump không loại trừ khả năng này. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra, ông nói. Trước khi ông Trump đưa ra phát biểu này, bà Harris cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và ám chỉ rằng người muốn Ukraine đổi đất lấy hòa bình đang đưa ra đề xuất đầu hàng. Bà Harris đã phát biểu cùng với ông Zelensky tại Nhà Trắng ngay sau khi ông Trump chỉ trích ông Zelensky tại một sự kiện tranh cử về việc không sớm thỏa thuận với Nga. Đến Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Ukraine gây thất vọng cho đội ngũ hỗ trợ tranh cử của ông Trump với chuyến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí ở bang chiến trường Pennsylvania và cuộc gặp thống đốc Josh Shapiro, thành viên Đảng Dân Chủ và là đồng minh của bà Harris. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng ngày 26 tháng 9 có thể là cơ hội cuối cùng để ông thuyết phục lãnh đạo nước chủ nhà về những mục tiêu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Chưa rõ kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky sẽ trình bày trong hai cuộc gặp riêng với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris gồm những nội dung cụ thể nào, vì kế hoạch này chưa được Kiev tiết lộ trước khi đưa ra thảo luận với các nhà lãnh đạo Mỹ. Theo một số người được cung cấp thông tin khái quát về chuyến đi của ông Zelensky, kế hoạch là lời khẩn cầu Mỹ tiếp tục giúp đỡ Ukraine chống lại Nga. Ông Zelensky cũng tìm kiếm sự đảm bảo an ninh lâu dài để có thể vượt qua những thay đổi lãnh đạo ở Washington. Trước khi diễn ra vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 mà ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump đang có cơ hội ngang nhau. Theo những người nắm được tình hình, kế hoạch này là ứng phó của ông Zelensky nhằm cứu vãn tình hình ngay cả khi những đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất cũng mệt mỏi vì xung đột. Kế hoạch của ông khẳng định Ukraine vẫn có thể thắng và không cần phải nhượng đất cho Nga nếu được hỗ trợ đầy đủ. Kế hoạch bao gồm khẩn cầu cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, một giới hạn mà ông Biden cương quyết từ chối, nhưng gần đây có vẻ nhân nhượng hơn. Công tố viên Mỹ đã buộc tội thị trưởng thành phố New York Eric Adams về việc nhận tiền quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch và du lịch xa xỉ từ công dân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tác động đến ông. Cuộc điều tra kéo dài đã khiến cho chính quyền thành phố lớn nhất nước Mỹ rơi vào khủng hoảng. Bản cáo trạng dài 57 trang, các công tố viên đã vạch ra một kế hoạch bị cáo buộc dài từ năm 2014 nhằm giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử thị trưởng năm 2021 của ông Adams và cung cấp cho ông phòng ở miễn phí tại khách sạn xa hoa và các bữa ăn tại các nhà hàng cao cấp. Đổi lại, Adams đã gây áp lực lên các quan chức thành phố để cho phép mở lãnh sự quán mới 36 tầng của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù có lo ngại về an toàn, ông đối mặt với 5 tội danh hình sự và có thể phải chịu nhiều chục năm tù nếu bị kết tội. Ông Adams phủ nhận hành vi sai trái và tuyên bố sẽ đấu tranh trong tòa án, khẳng định ông không có ý định từ chức. Ông sẽ xuất hiện tại tòa án vào thứ Sáu ngày 27 tháng 9. Cuộc điều tra này có thể phức tạp hóa khả năng tái cử của Adams vào năm 2025, khi nhiều chính trị gia Đảng Dân Chủ khác dự định thách thức ông. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Văn phòng Tổng thống cùng Đại sứ quán của nước này tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó, ngày 26 tháng 9, các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà của thị trưởng Gracie Mansion ở Upper East Side của Manhattan. Ông Adams, một cựu cảnh sát đã lên đến cấp bậc đại úy, là người đầu tiên trong số 110 thị trưởng của thành phố bị buộc tội hình sự khi đang tại nhiệm. Ông có thể bị thống đốc Đảng Dân Chủ New York Kathy Hochul cách chức, nhưng quá trình này rất phức tạp. Theo giáo sư Bennett Gershman của trường Đại học Luật Pace, theo cáo trạng, Adams đã chấp nhận đi lại miễn phí từ một hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trị giá hàng chục nghìn đô la Mỹ, trong khi giữ chức chủ tịch quận Brooklyn và trả 600 đô la Mỹ để ở lại 2 đêm trong một phòng suite sang trọng khách sạn Saint Regis ở Istanbul, thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế là 7.000 đô la Mỹ. Các công tố viên cho biết ông Adams bay bằng hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi đó là điều bất tiện. Bạn biết đấy, điểm dừng chân đầu tiên luôn là Istanbul. Ông viết trong tin nhắn văn bản năm 2017 khi các đối tác của ông bày tỏ họ đang bay từ New York đến Paris qua Istanbul. Bản cáo trạng cho biết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng 2021, ông Adams đã ngụy trang các khoản đóng góp cho chiến dịch từ các nguồn của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách truyền thông qua công dân Mỹ. Những khoản tiền đó cho phép ông đủ điều kiện để nhận thêm 10 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ công. Công tố cũng cho biết, theo yêu cầu của một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Adams đã gây sức ép với các thanh tra an toàn thành phố để cho phép lãnh sự quán mới cao 36 tầng của nước này mở cửa kịp thời cho chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào tháng 9 năm 2021. Mặc dù tòa nhà sẽ không vượt qua được cuộc kiểm tra phòng cháy chữa cháy, bản cáo trạng cho biết. Sau nhiều lần ông Adams gửi tin nhắn về tòa nhà, một quan chức cấp cao của Sở Cứu hỏa được cho là đã nói với một cấp dưới rằng ông ta sẽ mất việc nếu không cho phép lãnh sự quán mở cửa. Bản cáo trạng cho biết, ông Adams đã thông báo cho nhà ngoại giao khi Sở Cứu hỏa chấp thuận mở cửa tòa nhà vào cuối ngày. Bản cáo trạng cũng cho biết ông Adams đã thực hiện những ân huệ khác trước khi làm thị trưởng. Ông bị cáo buộc đã cắt đứt quan hệ với một trung tâm cộng đồng ở Brooklyn mà nhà ngoại giao cho biết có liên kết tới một phong trào chính trị thù địch theo cáo trạng. Ngay sau khi nhậm chức vào năm 2022, một nhân viên của ông đã đảm bảo với nhà ngoại giao rằng thị trưởng mới sẽ không đưa ra tuyên bố về vụ thảm sát người Armenia năm 1915 ở đế chế Ottoman mà Washington gọi là diệt chủng. Kết quả thăm dò do Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 9 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang dẫn trước ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, với tỷ lệ 47% đến 40%. Các số liệu khảo sát cho thấy bà Harris dường như đang làm giảm lợi thế của ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng liên quan đến kinh tế và việc làm. Cụ thể, trong kết quả cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày 23 tháng 9, bà Harris dẫn trước 6 điểm phần trăm khi nhận được sự ủng hộ từ 46,61% cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump được 40,48% ủng hộ. Như vậy, khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhỉnh hơn một chút so với lợi thế 5 điểm trước đối thủ Trump trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos tiến hành từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về nền kinh tế, thất nghiệp và việc làm, khoảng 43% cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump và 41% chọn bà Harris. Lợi thế dẫn trước 2 điểm của ông Trump về chủ đề này giảm nhẹ so với lợi thế 3 điểm trong cuộc thăm dò vào hồi tháng 8 và giảm mạnh so với khoảng cách 11 điểm vào cuối tháng 7, ngay sau khi bà Harris phát động chiến dịch tranh cử. Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến với 1.029 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 871 cử tri đã đăng ký, với biên độ sai số khoảng 4%. Theo hãng tin The Hill, trong ngày 23 tháng 8, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania. Tại đây, ông Trump hứa sẽ cải thiện đời sống của phụ nữ Mỹ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump cho biết, "Tôi xin gửi lời cam kết này tới những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn khi phụ nữ đang có cuộc sống khó khăn hơn, gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn, gặp nhiều nguy cơ trên đường phố hơn so với 4 năm trước. Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ nhanh nhất có thể. Cơn ác mộng của phụ nữ Mỹ sẽ kết thúc. Tôi muốn làm người bảo vệ của các bạn và tôi sẽ bảo vệ các bạn trên cương vị Tổng thống." Cựu Tổng thống nhấn mạnh, ông sẽ đảm bảo phụ nữ Mỹ được hạnh phúc và không còn phải lo lắng về vấn đề nạo phá thai. Bên cạnh đó, ông Trump cũng có những chỉ trích nhằm vào Phó Tổng thống Kamala Harris trong bài phát biểu của mình. Ông Trump nhận xét, bà Harris còn tệ hơn ông Biden. Ở cuối sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ đã kêu gọi người dân Pennsylvania đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng kết quả tại Pennsylvania có thể quyết định ai sẽ là người bước vào Nhà Trắng tháng 11. Ông Trump nói thêm, hãy lên kế hoạch bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu trực tiếp. Nếu thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Theo giới quan sát, Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ứng viên Đảng Cộng Hòa đang muốn thu hút thêm cử tri nữ trước ngày bầu cử. Kết quả thăm dò gần đây của tờ New York Times cho thấy, bà Harris nhận được 53% sự ủng hộ của nhóm cử tri nữ, trong khi ông Trump nhận được 42%. Tuy vậy, ông Trump lại dẫn trước ở tỷ lệ cử tri nam với 53% so với 39% của bà Harris. Trong diễn biến khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối diện với sức ép về việc phải chấp nhận tranh luận lần thứ hai với bà Kamala Harris, trong bối cảnh ứng viên Đảng Dân Chủ đã đồng ý tham gia sự kiện tranh luận trên đài CNN vào tháng 10. Theo các thành viên Đảng Cộng Hòa, ông Trump đang có cơ hội để thể hiện một phiên bản kỷ luật hơn so với cuộc tranh luận trên đài ABC, nơi mà nhiều cử tri cho rằng bà Harris là người chiến thắng. Giới quan sát cũng cho rằng cựu Tổng thống Mỹ không phải chịu rủi ro gì nếu tranh luận lần hai, bởi màn thể hiện của bà Harris không tạo ra quá nhiều khác biệt trong kết quả thăm dò toàn quốc. Thưa quý vị, trong các chiến dịch tranh cử của mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã thể hiện những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Sự tương phản của họ đặc biệt rõ nét trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Là một nhà ngôn ngữ học, nhà văn và giáo sư chủ yếu giảng dạy về ngôn ngữ xã hội học, bà Patricia Friedrich, phó hiệu trưởng trường đại học bang Arizona, luôn bị cuốn hút bởi cách mọi người có xu hướng sử dụng ngôn ngữ theo các mô hình. Cuộc tranh luận gần đây giữa hai đại diện Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã cho bà cơ hội để xem xét cách các ứng cử viên này sử dụng ngôn ngữ để giành lấy sự ủng hộ của cử tri. Giáo sư Friedrich đã dùng một công cụ trí tuệ nhân tạo AI để trả lời các câu hỏi về tần suất của các từ, độ dài của câu và loại từ trong cuộc tranh luận. Bà kiểm tra tất cả đầu ra của công cụ AI theo cách thủ công để có thể đảm bảo không có sự khác biệt nào. Bà dự đoán rằng cách các ứng cử viên sử dụng ngôn ngữ trong cuộc tranh luận sẽ phản ánh cách tiếp cận khác nhau của họ đối với chiến dịch, đặc biệt là về định hướng quá khứ hoặc hiện tại, kêu gọi nỗi sợ hãi hoặc hy vọng, và các tuyên bố tiêu cực hoặc tích cực. Đầu tiên, giáo sư Friedrich đã chọn 6 phân đoạn của bản ghi cuộc tranh luận. Mỗi phân đoạn có độ dài tương đương và mỗi phân đoạn có cả hai ứng cử viên trả lời cùng một câu hỏi hoặc ít nhất là một câu hỏi tương tự. Sau đó, bà xem xét sự tiêu cực trong ngôn ngữ của họ, cho rằng những tuyên bố tiêu cực hơn sẽ phù hợp hơn với lời kêu gọi chính trị đánh vào nỗi sợ hãi, trong khi những tuyên bố tích cực hơn sẽ liên quan chặt chẽ hơn đến thức tỉnh niềm hy vọng. Kết quả cho thấy, ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố tiêu cực hơn bà Harris. Điều đó đúng với từng phân đoạn trong cả 6 phân đoạn, với tỷ lệ khác biệt từ 33% đến 166%. Ví dụ, trong phân đoạn dài 30 giây, ông Trump đã sử dụng các tuyên bố và từ ngữ tiêu cực như hoàn toàn phá hủy và thảm họa 12 lần. Trong phản hồi dài 30 giây của mình, bà Harris chỉ sử dụng các tuyên bố hoặc từ ngữ tiêu cực 7 lần. Giọng điệu của các thuật ngữ cũng khác nhau. Các từ ngữ tiêu cực của ông Trump có xu hướng mạnh hơn, chẳng hạn như bạo lực, rất khủng khiếp và vô lý. Nhìn chung, đối với tất cả các phân đoạn đã phân tích, trung bình ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố tiêu cực hơn đối thủ khoảng 61%. Sau đó, giáo sư Friedrich xem độ dài của câu với suy luận rằng câu ngắn hơn có thể có xu hướng truyền đạt cảm giác cấp bách, phù hợp hơn với nỗi sợ hãi, và những câu dài hơn có thể trôi chảy và bình tĩnh hơn, do đó liên quan nhiều hơn đến hy vọng. Đối với phân đoạn đầu tiên được phân tích, độ dài trung bình của các câu đối với ông Trump là 13 từ, trong khi đối với bà Harris là 17 từ. Khoảng cách mở rộng ở phần thứ hai, độ dài trung bình các câu của ông Trump và bà Harris lần lượt là 14 từ và 25 từ. Mô hình đó cũng giống như ở phần thứ ba. Cuối cùng, giáo sư Friedrich xem xét cách hai người nói về tương lai và quá khứ như những chỉ báo có thể cho thấy sự tập trung nhiều hơn vào nỗi sợ hãi hay hy vọng. Thông thường, trong bối cảnh sợ hãi, quá khứ gần như sẽ được sử dụng như một thời điểm để trốn thoát, còn quá khứ xa hơn là thời điểm để quay trở lại. Ngược lại, những người tập trung vào hy vọng sẽ hướng đến tương lai. Khi phân tích những phát biểu kết thúc của họ, bà Friedrich thấy rằng cả hai ứng cử viên đều đưa ra cùng một số lượng tham chiếu đến quá khứ, nhưng theo cách khác nhau. Hầu hết các tham chiếu của bà Harris về quá khứ liên quan đến thực tế là ông Trump đã tập trung vào nó. Trong khi đó, ông Trump nói nhiều hơn về những thất bại mà ông cho là của những người đối lập trong quá khứ. Về các tuyên bố trong tương lai, cả 4 tuyên bố của ông Trump đều là những cảnh báo về những gì ông cho rằng sẽ xảy ra nếu đối thủ của ông giành chiến thắng. Ví dụ, nếu bà ấy thắng cử, hoạt động khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania sẽ kết thúc ngay vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Bà Harris có 9 tuyên bố hướng đến tương lai, tất cả đều nói về những gì bà dự định làm. Ví dụ bà nói, và khi tôi trở thành Tổng thống, chúng tôi sẽ làm điều đó cho tất cả mọi người, hiểu rằng giá trị mà tôi mang lại cho việc này là quyền được chăm sóc sức khỏe, phải là quyền chứ không chỉ là đặc quyền của những người có khả năng chi trả. Kết quả bầu cử sẽ cho biết liệu cử tri Mỹ tại thời điểm này bị thu hút nhiều hơn bởi nỗi sợ hãi hay hy vọng, và khoảng thời gian vài tuần tới chắc chắn sẽ cung cấp một lượng lớn dữ liệu cho các phân tích ngôn ngữ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo VietNamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!